tiết lộ người tay trái hái ra tiền của Thúy Nga tại Mỹ. Mới đây, Thúy Nga đăng tải nhiều clip cô đi làm môi giới bất động sản ở Mỹ để kiếm thêm thu nhập do giữa đại dịch không có show diễn. Dịch Covid-19 không chỉ làm nền kinh tế điêu đứng mà các hoạt động nghệ thuật cũng bị đóng băng, khiến đời sống nghệ sĩ vô cùng khó khăn. Trong đó một số nghệ sĩ hải ngoại như Thúy Nga, Hồng Đào, Kim Tử Long không thể về nước hoạt động. Mới đây, Thúy Nga đăng tải nhiều clip cô đi làm môi giới bất động sản ở Mỹ để kiếm thêm thu nhập do giữa đại dịch không có show diễn. Trong đó, khi giới thiệu mảnh đất rộng 2 mẫu rưỡi của người em gái, Thúy Nga tâm sự: "Hôm nay, tôi quay cho mọi người khám phá xem mảnh đất này và sẵn tiện bán luôn. Chị em tôi đang kết hợp bán nhà, bán đất, bước đi, không bữa giờ dịch bệnh, ăn hết tiền rồi. Tôi muốn khởi nghiệp buôn bán nhà đất trên kênh YouTube của mình. Tôi phải tập tành kinh doanh, buôn bán cho có thêm chút tiền, chứ cứ làm nghệ sĩ mãi, nghèo lắm, sống không nổi." Bên cạnh đó, Thúy Nga cho biết bản thân rất muốn trở về Việt Nam nhưng hiện tại không thể về vì đang mắc kẹt ở Mỹ. "Cả năm qua dịch bệnh tôi không làm ăn gì được, cứng ngắc cả người rồi. Giờ chờ hết dịch mua vé về Việt Nam thì lâu quá", chị nói. Những chia sẻ của Thúy Nga sau khi đăng tải trên kênh YouTube nhanh chóng nhận được sự đồng cảm và chia sẻ của khán giả. Trong phần bình luận, nhiều người cho biết họ cũng gặp tình cảnh tương tự như nữ sanh hài. Thúy Nga không phải là cái tên xa lạ trong showbiz Việt. Chị được khán giả yêu mến nhờ lối diễn xuất hài hước, nhí nhố trên sân khấu. Nhắc đến Thúy Nga, khán giả sẽ nghĩ ngay đến một Thúy Nga chuyên trị những vai bà già, vui tươi và nhí nhảnh. Sau khi cùng chồng sang Mỹ, Thúy Nga sinh con gái đầu lòng tên là Nguyệt Cát vào năm 2011. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của cô với chồng sau đổ vỡ, nữ danh hài một mình nuôi con ở Mỹ. Những năm gần đây, Thúy Nga về nước và tham gia nhiều sân khấu kịch trong nước như Nụ Cười Mới, Hồng Vân, cũng như xuất hiện trên nhiều chương trình hài truyền hình Việt Nam. Đặc biệt thời gian qua, Thúy Nga nhận được nhiều cảm tình của khán giả khi giúp đỡ nhiều người vô gia cư ở Mỹ, trong đó có ca sĩ Kim Ngân.